Ngày 13 tháng 6, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết em MK 13 tuổi, nạn nhân của vụ dùng xăng đánh ghen ở Đồng Nai đã tử vong. Bệnh nhi bị sốc độ 3-4, diện tích bỏng 90%, sau đó được điều trị tích cực với thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi, rửa phế quản. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng em cũng không qua khỏi. Hiện Bệnh viện Nhi đồng 1 đang tích cực điều trị cho nạn nhân còn lại là em NA, nữ 13 tuổi, đang trong tình trạng nặng, bỏng độ 3-4, diện tích 80% thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi, rửa phế quản. Các bác sĩ hiện theo dõi sát diễn biến của bé. Như vậy, liên quan đến vụ dùng xăng đánh ghen ở Đồng Nai, đến thời điểm này đã có 3/7 nạn nhân không qua khỏi. Ngày 13 tháng 6, Công an xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại một ngôi nhà ở xã Mỹ Yên có nhóm thanh niên tụ tập gây mất an ninh trật tự. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 8 thanh thiếu niên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một số ma túy và vật dụng để sử dụng ma túy, đồng thời đưa nhóm về công an xã Mỹ Yên lấy lời khai, điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa xử phạt hành chính đối với 3 đối tượng gồm Bùi Văn Phát Lộc, 21 tuổi, cư trú xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Phạm Thanh Minh Phương, 21 tuổi, cư trú xã Quân Long và Nguyễn Trung Khánh, 22 tuổi, cư trú xã Bình Phục Nhất, huyện Chợ Gạo về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo. Ngày 13 tháng 6, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lần thứ 2, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi thực hiện dự án trồng cây xanh. Theo kết luận điều tra bổ sung từ năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu cây xanh tại các quận huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng để thực hiện. Tại các cuộc họp sau đó, ông Chung chỉ đạo áp đặt buộc cấp dưới áp dụng hình thức đặt hàng công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh. Dù công ty này chưa đủ năng lực để được đặt hàng, nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với ông Chung. Kết luận điều tra bổ sung xác định từ năm 2016 đến năm 2019, Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội hơn 241 tỷ đồng và sinh thái xanh hơn 43 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, nhóm cán bộ Ban duy tu và người đứng đầu hai doanh nghiệp đã bắt tay nâng khống giá, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã cho đối chất giữa ông Nguyễn Đức Chung với bị can Bùi Văn Mận, giám đốc Sinh Thái Xanh và giám đốc Sở Xây dựng. Từ đây, kết luận điều tra bổ sung không thay đổi nội dung so với bản trước đó. Sáng 13 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung, 52 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên và Nguyễn Thị Hương, 57 tuổi, nguyên kế toán trung tâm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, hội đồng xét xử dành phần lớn thời gian cho các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Thị Dung. Luật sư Vũ Quang Ninh, đoàn luật sư Quảng Ninh khẳng định bị cáo Dung không làm trái công vụ, không có bị hại. Toàn bộ hành vi ký duyệt chi tiêu không cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ các phân tích, luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm, trả tự do ngay cho bị cáo Dung. Luật sư Hoàng Thị Phương của đoàn luật sư Quảng Ninh dựa trên các cơ sở phân tích cũng đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ vụ án, trả tự do ngay cho bị cáo Dung tại tòa. Luật sư Ngô Thị Thu Hằng của đoàn luật sư Hà Nội phân tích các lỗi về văn bản quy phạm pháp luật trong các quyết định khởi tố, phê chuẩn khởi tố của cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát huyện Hưng Nguyên. Qua đó, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, điều 359 luật tố tụng hình sự để hủy án sơ thẩm, trả tự do cho bị cáo Dung. Luật sư Trần Hồng Phúc, đoàn luật sư Hà Nội cũng đặt câu hỏi có hay không việc cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án và đề nghị tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Dung vì phiên tòa còn kéo dài. Ngày 13 tháng 6, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền 5 triệu 500 ngàn đồng đối với một đối tượng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.
Theo đó, vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 6, người đàn ông 38 tuổi trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, sau khi xem tin tức trên trang thông tin chính phủ có đăng tải bài viết với nội dung truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk. Người này dùng Facebook cá nhân chia sẻ bài viết kèm bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức ở trạng thái công khai. Quá trình làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Ngày 13 tháng 6, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho biết vừa tiến hành phẫu thuật từ trục non bé gái 4 tuổi với một búi tóc lớn. Trước đó, ngày 11 tháng 6, khoa cấp cứu Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tiếp nhận bé gái CN 4 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng trong tình trạng nôn ói, đau bụng từng cơn, chứng bụng và sốt. Tiến hành khám lâm sàng siêu âm, X-quang bụng, bác sĩ phát hiện khối dị vật và có cả ghim bấm giấy trong đường tiêu hóa. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện một búi tóc ở trục non, gây tắc hoàn toàn trục. Sau ca phẫu thuật, hiện bé gái đã tiến triển tốt.